một cậu học sinh lớp 3 đã viết một bài văn đầy hồn nhiên như thế này. Bố của em tên là Nguyễn Vũ Dũng. Bố 41 tuổi, làm nghề lập trình viên. Bố em cao 1m9, da bố nâu vì bố phải làm việc, lái xe đi làm rất xa. Bố em béo vì ăn nhiều thịt và không tập thể dục hàng ngày. Bố rất yêu em. Mỗi buổi sáng, bố nấu bữa sáng cho cả nhà, đưa em đi học. Em cũng rất yêu bố vì tuần nào bố cũng đưa em đi học đá bóng và học đàn piano. Em mong bố luôn khỏe mạnh, giàu hơn để mua tất cả mọi thứ, sửa xe, và luôn bảo vệ, yêu thương em. Bài văn của cậu bé lớp 3. Bài văn cũng như nhiều bài văn thông thường khác, một số thích thú với ý nghĩ hồn nhiên của cậu bé mong bố giàu hơn để mua tất cả mọi thứ. Tuy nhiên điều tiết lộ sau đó của mẹ cậu để có được bài văn bình thường như thế thì khiến khá nhiều người cảm thấy xúc động và phục sát đức bà mẹ ấy. Cậu bé viết bài văn này tên ở nhà gọi là mắc hội chứng tự kỷ, mẹ cậu là Nguyệt Ca, một người phụ nữ đã từng bước ra ánh sáng công khai những bước đi cùng con để những bà mẹ có con tự kỷ khác có thêm động lực chiến đấu với những khó khăn và đi cùng con một cách nhẹ nhàng hơn. Câu chuyện của mẹ Nguyệt Ca và ưng cũng là minh chứng cho việc mỗi đứa con luôn thật đặc biệt và quý giá với các bà mẹ. Dù có chuyện gì xảy ra, dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể vui sống theo cách này hay cách khác và mang cho con một cuộc sống vui vẻ. Cụ thể trong trường hợp này, bài chia sẻ của chị Nguyệt Ca kể về công thức viết văn kỳ công cho Duyên V. Bờ là từ các cha mẹ có con tự kỷ thường dùng để gọi những bạn nhỏ mắc hội chứng tự kỷ, với thông điệp rằng mỗi một đứa trẻ tự kỷ đều là một con người rất đặc biệt, rất quan trọng. Để có một bài văn tưởng như rất đổi bình thường này, cần một phương pháp được tạo nên từ trái tim yêu của người mẹ. Gia đình nhỏ của chị Nguyệt Ca. Bài viết như sau. Để ra được đoạn văn này, mẹ, cô và ưng đã trải qua các bước như sau. Bước 1. Lập dàn ý. Vì tính cách của Diêu là kém ngôn ngữ và rất cứng nhắc, nên việc lập dàn ý như ảnh một với ghi chú về số câu sẽ giúp Diêu bớt căng thẳng nếu viết không đủ 5-7 câu như cô giáo yêu cầu. Quá ít hay quá nhiều cũng sẽ khiến Diêu khó chịu. Dàn ý phân rõ mở đoạn thân đoạn kết đoạn, với mỗi phần giúp Diêu xác định thông tin cần viết một cách ngắn gọn. Người giúp Diêu lập dàn ý cần có kỹ năng đặt câu hỏi đơn giản và trình bày thông tin mạch lạc. Công thức viết văn hay bước lập dàn ý cho ưng. Bước 2. Giúp Diêu chuẩn bị câu đơn bằng cách đặt câu hỏi ngắn. Mẹ cô đặt giấy dở ghi bát có dàn ý trước mặt để Diêu nhìn vào và cảm thấy việc viết xong một câu là khoảng cách tới đích không còn xa nữa, có thêm động lực viết. Ở từng 1, giúp Diêu viết câu đơn trước bằng cách đặt câu hỏi và giúp Diêu trả lời bằng một câu đơn. Ví dụ, người thân em muốn viết tên là gì? Tên là Nguyễn Vũ Dũng. Người đó có quan hệ như nào với em? Người đó là bố em. Mẹ mớm từ mở đầu câu, vậy có thể viết, bố em tên là. Công thức đặt trước mặt để con viết văn mà không bị chán. Bước 3, giúp Diêu mở rộng câu đơn thành câu đơn dài, câu phức, câu ghép nhờ hai cách. A. Mở rộng câu đơn dài bằng cách đặt các câu hỏi ô, quát, que re, quen, quý, hồ. Thêm chủ ngữ ai. Và ai nữa? Cái gì? Và cái gì nữa? Em và mẹ rất yêu bố. Thêm động từ làm gì? Và làm gì nữa? Em mong bố luôn mạnh khỏe, giàu hơn. Thêm tính từ như thế nào? Và như thế nào nữa? Bố em cao, gầy. Thêm mục đích để làm gì? Để mua tất cả những gì em thích, sửa xe. Thêm trạng từ chỉ không gian, thời gian, ở đâu, khi nào. Thêm lý do, vì sao. B. Mở rộng câu ghép, câu phức bằng các liên từ đơn giản, chủ vị và chủ vị, nhưng, bởi vì, hoặc. Nếu Diêu chỉ viết bố em có làn da nâu thì vẫn là câu đơn. Mẹ tiếp tục giúp đặt câu hỏi vì sao da bố màu nâu. Vì da bố hấp thụ ánh sáng quá nhiều. Mẹ, vì sao da bố hấp thụ ánh nắng? Nếu chỉ ngồi trong nhà cả ngày thì da có bị nâu không?
Không. Mẹ, vậy mỗi ngày bố phải ở dưới nắng mặt trời vào những thời gian nào? Vào lúc bố lái xe mẹ, bố lái xe đi đâu? Đi làm mẹ, từ nhà mình đến công ty của bố xa hay gần? Rất xa. Sau chuỗi tất cả các thông tin đó, mở rộng được từ câu da bố nâu thành da bố nâu gì bố phải làm việc, lái xe đi làm rất xa. Bài văn hoàn thiện của toàn bộ thời gian hoàn thành là 30 phút, bao gồm lập dàn ý 10 và viết 20. Trong 20 viết thì mất 5 trừ 7 là nhắc Diêu tập trung, động viên Diêu viết hết câu, trả lời rất nhiều câu hỏi không liên quan do Diêu tự dưng lái sang, hoặc đi vệ sinh, ôm vai, ôm cổ, thơm mẹ. Để câu giờ. Mẹ cũng chia sẻ thêm về những thứ nên và không nên làm khi cùng con học. Đốt ăn cho thí sinh những thứ nên và không nên làm. 1. Thỏa thuận trước về thời gian mẹ sẽ ngồi xuống giúp con lập dàn ý và bắt tay vào viết. Mọi đứa trẻ dù tự kỷ hay không cũng sẽ hợp tác hơn nếu chúng được thỏa thuận trước về việc chúng sẽ làm và biết trước có người ngồi cạnh giúp đỡ mình. Khi đón con từ trường về, mẹ có thể thỏa thuận tối nay 8 giờ chúng mình sẽ cùng lập dàn ý về bài văn hôm nay nhé, hay hôm qua chúng mình đã có dàn ý rồi, chiều chủ nhật mẹ con mình sẽ viết nhé. 2. Trước khi học, nên dọn dẹp hết đồ chơi, sách truyện, điện thoại của bố mẹ ra khỏi tầm mắt của con để con không bị mất tập trung. 3. Nên chọn không gian yên tĩnh và đủ ánh sáng để viết. 4. Chuẩn bị cho con một cốc nước để con bớt lý do rời khỏi bàn giữa chừng. 5. Tạo cảm hứng và động lực viết. Đôi khi trong quá trình viết, con cần có cảm hứng. Ví dụ hôm nay muốn mở rèm ra để nhìn thấy bố vì con giải thích con muốn nhìn bố để tả bố. Mẹ luôn tôn trọng mọi ý kiến của con, miễn sao con có cảm hứng và động lực viết. Cứ viết hết một câu, lại đếm dấu chấm và cảm thấy rất có hứng thú khi thấy số câu đang nhiều lên và sắp đến đích 7 câu. Thậm chí khi viết xong câu cuối cùng câu số 8, bạn còn rất tự hào khoe mẹ ơi con viết được 8 câu, ngày mai cô lính sẽ cho con 11 điểm vì bạn nghĩ 11 điểm thì giỏi hơn 10 điểm, làm mẹ phì cười. 6. Đừng quên, đọc 1.000 từ mới viết được một từ, vậy hãy xây dựng thói quen đọc sách truyện cho con từ 0-6 tuổi và từ 6 tuổi trở đi, con sẽ tự khám phá thế giới bằng khả năng và niềm đam mê đọc sách. Cũng nhờ đọc sách bền bỉ, bạn nhà mình từ một bạn nhỏ chậm nói, tự kỷ đã có thể đi học lớp 1 đúng tuổi thậm chí còn non tháng, có thể nghe nói đọc viết song ngữ Anh Việt và đạt kết quả không thể chút nào ở cả các môn tiếng Anh và tiếng Việt. Ngắm bố để viết cho có cảm hứng. Đoạn chia sẻ trên của mẹ Nguyệt Ca đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho rất nhiều bà mẹ khác về tình yêu, nghị lực và sự kiên nhẫn với con cái của mình. Với một đứa trẻ bình thường, viết văn chỉ là viết văn, mẹ thậm chí không vui nếu con được điểm không cao. Nhưng với một bà mẹ có con bị tự kỷ thì hoàn thành một bài văn thông thường đã là một kỳ tích, là bao nhiêu công sức, tình yêu, nghị lực của mẹ dồn cả vào đó. Cuối cùng thì phương pháp viết một bài tập làm văn chỉ là một câu chuyện cực nhỏ trong hành trình mẹ Nguyệt Ca lớn lên cùng. Hãy đọc đoạn hội thoại này của họ, mẹ có thể hy sinh tất cả vì ai. Mẹ hơi thoáng sững một giây, rồi ôm chặt nó, vì tại sao? Vì con là người mẹ yêu thương nhất trên đời này.